Hello anh em, video này có một cái dự án GMAI đang cực kỳ rất là hot được Binance Shield và cái sàn Gate.io đang bán pre-market trên cái nền tảng này nha anh em. Ok ha. Và đây là một cái kèo của thuộc hệ Solana và GM sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2024. Kèo này đã có tích vàng và tương đối là tiềm năng nha anh em, bởi vì được Binance Shield hỗ trợ là cũng rất là ok rồi. Thì anh em kéo xuống dưới nha, anh em sẽ thấy được cái bài đăng từ Binance ha. Đây anh em, đây. Anh em sẽ thấy được cái bài đăng này vào ngày 23 tháng 7 nha anh em. Anh em kéo xuống dưới nè, anh em sẽ thấy được cái sàn Gate.io hiện tại đang bán pre-market nè. Và giá hiện tại đang bán là khoảng là 0.2 đô. Thì mình sẽ vào mình cho anh em xem luôn nha, đây. Đây anh em, thì mình sẽ kéo xuống dưới nè, anh em sẽ thấy ha. Giá mới nhất hiện tại của nó sẽ là 0.2. Ok nha, thì cái kèo này thì đang rất là ngon anh em. Thì hiện tại á, nếu như mà anh em sử dụng Terraram càng lâu thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều token như vậy thôi. Và hiện tại anh em, kèo này cũng mới cho chúng ta tham gia thôi, nhưng mà đã hơn 100.000 người rồi. Mình nghĩ là cái kèo này nếu anh em không nhanh tay á, thì tầm khoảng vài ngày nữa nó sẽ full user, cũng như là nó sẽ full cái tổng thưởng airdrop của nó, thì nó sẽ không cho chúng ta nhận nữa nha anh em, lưu ý ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngay khi mà sau khi anh em xem xong cái video này. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn nha. Rồi, khi mà chúng ta đã click đường link dưới phần mô tả, anh em ra giao diện như thế này, thì anh em bấm chữ bắt đầu nha. Cái pool thưởng của cái dự án này chỉ có 10 triệu cái token GM thôi, cho nên anh em lưu ý nha. Rồi, chúng ta sẽ bấm là Cool Let's Start. Rồi, nó sẽ chết Terraram của chúng ta anh em. Đây, thì mình sử dụng 4 năm nha anh em. Thì nhiều dự án mình đã chết rồi, như dự án Dot này, rồi dự án Dot rồi cũng vậy anh em, 4 năm ha. Thì anh em bấm Continue thì mình sẽ nhận được là 500 cái diamond kim cương này ha. Cái viên kim cương này nó sẽ quy đổi như thế này, tức là chúng ta kiếm được 1.000 thì chúng ta sẽ nhận được là 1 GS, kiếm được 2.000 sẽ được 2 GS nha. Đó là tỷ lệ quy đổi từ cái dự án nó cho chúng ta. Chết xong thì anh em bấm I want để chúng ta nhận ha. Thì hiện tại thì nó có một cái nhiệm vụ chúng ta đã làm xong, tức là chúng ta đăng nhập để hoàn thành cái nhiệm vụ là nhận được 500 cái token này. Là sau này nó sẽ cho chúng ta là convert ha, convert ở đây nó sẽ ra tỷ lệ như thế này đó. Thì bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn anh em một số cái nhiệm vụ quan trọng để chúng ta kiếm thêm. Ví dụ như cái nhiệm vụ đầu tiên nè, chúng ta sẽ kiếm 500 cái token này, anh em nhấn vào thì anh em sẽ thấy nha. Thì ở đây anh em sẽ nhận được 500 khi sign up, và chúng ta create ở new wallet chúng ta sẽ cộng thêm 500 nữa, tức là lát nữa cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta tham gia cái nhiệm vụ này nha. Còn đầu video này thì chúng ta chủ yếu là chết Terraram, và đồng thời mình sẽ hướng dẫn làm một số cái nhiệm vụ để chúng ta kiếm thật nhiều cái token này. Anh em kéo xuống dưới ha, anh em sẽ nhận ngay cho mình là 16.000 cái đồng diamond kim cương này với cái 3 setup, tức là cái nhiệm vụ đơn giản nha. Thì chúng ta chỉ việc follow kênh rồi group của họ thôi, anh em bấm X nè, rồi anh em bấm convert your account ha, rồi nó đưa đến thì chúng ta cứ theo dõi thôi, rồi cho phép ứng dụng nè. Ok ha. Khi cho phép chúng ta bấm trở lại nha, chúng ta bấm follow này, rồi theo dõi, rồi trở lại nha anh em, bấm chết, thế là xong nha anh em. Đó, cái nhiệm vụ này nó cũng đơn giản lắm, không có gì khó nha. Chúng ta cứ tắt đi, ví dụ anh em thấy nó lỗi không có làm được á thì chúng ta nhấn vào lại nha, nhấn vào lại một lần nữa nè, rồi chúng ta bấm follow nha. Rồi mình đã theo dõi rồi, mình không cần theo dõi nữa. Rồi anh em sẽ thấy cái chữ chết đây nó hiện lên là chúng ta chết được nha. Do mình chết không được cái nhiệm vụ này ha, thì anh em xuống cái nhiệm vụ số 2, anh em bấm join đi, rồi chúng ta bấm tham gia, rồi trở lại nha. Anh em tắt đi ha. Sau đó anh em bấm vào một nút ba gạch này, chúng ta tải lại trang ha, do nó bị lỗi anh em tải lại này. Rồi anh em lại bấm tiếp tục nè, anh em bấm follow nha, rồi mình sẽ tắt đi nè, ngừng theo dõi nè, mình bấm theo dõi lại nha, rồi trở lại ha. Nó vẫn chưa hiện chữ chết anh em à, nhiệm vụ này chắc có khả năng nó bị lỗi khá là cao. Ok ha, thì mình bấm join nè, rồi đã tham gia rồi nè, bấm chữ chết nè. Ok nè, đó được nha anh em. Rồi anh em bấm lại cái này ha, chết lại nè, chết lại anh em, follow lại ha, rồi trở lại nè. Cái này nó luôn bị lỗi anh em à, cái nhiệm vụ follow nó bị lỗi rồi, thì cái đó đợi sau ha. Ở đây thì tổng giải thưởng lên đến là 16.000 cái đồng diamond này ha, kim cương này thì nó rất nhiều, thì anh em cứ làm nha. Ví dụ chúng ta join vào channel của họ ha, rồi bấm tham gia, rồi chúng ta trở lại ha, bấm chết nè. Ok nè. Rồi những cái nhiệm vụ tiếp theo, Discord của họ ha, bấm join nè,
rồi mình không cần zoom, mình trở lại mình chết luôn nha anh em, mình chết thử ha có được hay không nha. Rồi mình chết luôn anh em, nhiều khi được ok cũng không cần phải tham gia luôn anh em, tại vì nhiều khi anh em tham gia nhiều cái group quá thì đôi khi nó bị lỗi nha anh em, đôi khi cái Telegram của mình nó bị lỗi ha. Như cái này visit nè, trở lại luôn anh em, không chúng ta không cần phải tham gia đâu, bấm chết nè. Ok ha, chúng ta chỉ cần kích vào và chúng ta bấm chết để nhận nhiệm vụ thôi. Rồi tiếp tục nè, cái ở bên dưới này bấm visit nè, trở lại liền nè, rồi chết nè. Ok ha, tất cả những cái nhiệm vụ này anh em cứ làm như vậy cho mình nha, đến khi cái nhiệm vụ nào xong thì nó sẽ hiển thị hết. Những cái mà nhiệm vụ ít anh em mình thấy nó bị lỗi rất là nhiều, nhưng mà riêng những cái nhiệm vụ khác ha thì nó bình thường nha anh em, bình thường ha. Những cái nhiệm vụ này nè mình trở lại bình thường nè, rồi chết là nó sẽ cộng thôi. Còn những cái nhiệm vụ hầu như là bên ít đó là bị lỗi rất là nhiều. YouTube nè, anh em bấm search ha, chúng ta còn không cần đăng ký đâu, bấm chết nè, đó cũng được hết ha. Riêng những cái nhiệm vụ về ít thì không được ha. Rồi mình đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ nha anh em, nhưng riêng về ít thì mình chưa hoàn thành được, tụi bây nó bị lỗi ha, thì mình sẽ làm sau. Rồi anh em vào cái chỗ referral này, thì ở đây anh em chỉ cần copy đường link cái người mà đăng ký dưới anh em á. Nếu như tài khoản thường anh em sẽ nhận được 100, còn premium anh em sẽ được nhận được 1000 ha. Thì kèo này thì rep cũng nếu mà premium thì nhận cũng khá là ngon anh em. Cái bull giải thưởng của nó khá là hiếm cho nên anh em cứ kiếm được bao nhiêu kiếm nha. Rồi anh em vào Gmail AI thì ở đây sẽ là một số đối tác của người ta ha. Ở đây là cái tóc đối tác này, thì anh em muốn làm những cái nhiệm vụ này anh em cần phải có cái NFT của cái dự án này thì anh em mới làm được những cái nhiệm vụ này. Đó, NFT của họ ha, nhưng mà mình hiện tại chưa có nha anh em. Rồi, ở trên là cái tokenomics nè, thì ở đây mình sẽ dịch ra cho anh em luôn nha. Về tokenomics thì cộng đồng là 55%, bán trước 20%, nền tảng là 10% và thanh khoản Aerob là 15%. GMAI token được phát triển trao giải thưởng đầy đủ cho cộng đồng và nhà phát triển và những người ủng hộ hệ sinh thái GMAI. Đó thì nó phân bổ như thế này nha, đây là tokenomics của dự án nha anh em. Tổng nguồn cung sẽ là 1 bài ha, tức là 1 tỷ anh em, 1 tỷ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng cho anh em chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ là tạo cái wallet mới ha. Anh em vào wallet ở cuối cùng này để chúng ta nhấn vào cái nhiệm vụ này nha. Đó, anh em nhấn vào. Thì đây nó sẽ có create new wallet. Anh em nhấn vào để chúng ta tạo cái, đây là cụm từ 12 ký tự nha anh em. Anh em phải nhớ copy cái này dán vào cái, cất một nơi thật là kỹ nha anh em, hoặc là anh em chụp hình lại nha. Rồi, anh em nhấn vào cái hình để chúng ta copy bên dưới nè, anh em copy nè. Rồi, anh em trở ra ha, anh em dán vào nơi nào đó đi. Rồi, sau khi dán xong, anh em bấm Save, Continue. Rồi, nó yêu cầu chúng ta nhập lại ba cái ký tự là anh em thì nó khác ha, còn mình nó khác nha, 7, 6, 8 nè. Anh em có thể nhập ký tự giống như là hiện trên màn hình. Đây, anh em cứ copy dán vào nha anh em, nó mới cho nha, chứ nó không cho nhập nha anh em. Cho nên lúc nãy mình kêu anh em copy, sau đó chúng ta trở ra chúng ta dán vào một cái nào đó rồi chúng ta copy dán lại ha. Chữ số 8 của mình dán luôn nha anh em. Còn của anh em nó sẽ hiện cái ví dụ như là 4, 5, 6 hay là 7, 8, 9 gì đó. Anh em cứ nhập đúng những cái ký tự mà anh em vừa copy là được nha. Anh em bấm Continue. Ok, thế là mình đã tạo cái ví thành công rồi anh em. Anh em bấm chữ Start In là thế là xong. Thì mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên nè. Anh em sẽ nhấn vào anh em sẽ thấy ha. Mình sẽ trở lại ha. Cái nhiệm vụ mà lúc nãy mình đã sign up và cũng như là mình đã hoàn thành đây. Thì nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ tạo ví rồi sign up là xong rồi nha anh em. Ok ha. Ngoài ra ở mục ơn nó có rất nhiều nhiệm vụ nha anh em. Ở mục ơn này nó còn cái nhiệm vụ daily nè. Đây, thì anh em có thể là điểm danh mỗi ngày nè. Chúng ta bấm chết nha. Ok nha. Rồi, nhiệm vụ like nè, retweet lại bài đăng là kiếm 100k user nè. Đó. Rồi nhiệm vụ like retweet nè, anh em nhấn vào nha. Những nhiệm vụ ít này hiện tại đang lỗi mình không có làm được nha anh em. Anh em trở ra mục ơn nè, xuống ha. Còn có cái nhiệm vụ là 34.000 này nè, nãy mình có nói anh em ha, là chúng ta còn phải có những cái NFT của những dự án này thì chúng ta mới làm được những cái nhiệm vụ này. Cho nên mình chưa có cho nên mình không làm được những cái nhiệm vụ này nha anh em. Ok ha. Thì mình chỉ làm được những cái nhiệm vụ follow cũng như là theo dõi kênh rồi check Telegram thôi. Ok nha. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách mà chúng ta đăng ký một cái nền tảng mới ăn chia, tổng bull thưởng là 10 triệu cái token GS trên Telegram. Được Binance cũng như là Binance Seal chứ không phải là Binance Lab anh em. Và cái sàn get.io đang bán Breakit, cho nên kèo này rất là tiềm năng, anh em không nên bỏ qua. Hệ Solana thì mình thấy rất là ngon nha anh em. Rồi, mình xin chúc anh em kiếm thật nhiều token từ dự án này. Ok, bye bye.